Xin chào anh em, 8bóng đá TV đã quay trở lại và đồng hành với anh em ở World Cup rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với màn soi kèo trận đấu đầu tiên của bảng B World Cup năm nay. Trận đấu diễn ra giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Iran vào lúc 20 giờ ngày thứ hai 21 tháng 11 trên sân vận động Khalifa. Trận đấu tới đây tại World Cup mới chỉ là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội Iran và Anh chạm trán nhau tại ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Đội tuyển Anh đã có một giai đoạn chuẩn bị tiền World Cup tương đối không thành công và khiến cho nhiều cổ động viên Tam Sư cảm thấy lo lắng. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất trước thềm World Cup năm nay, đội bóng áo trắng không thắng được bất kỳ trận nào, ngược lại còn để hòa 2 và thua tới 3. Trận đấu gần nhất của Tam Sư là trận hòa 3-0 với đội tuyển Đức. Xét riêng tại Nations League, đoàn quân của Southgate đã trình diễn một lối chơi thiếu sức sống, màn trình diễn kém coi của họ đã trực tiếp tiễn Tam Sư xuống trời League B. Mặc dù vậy, ở World Cup thì không ai biết trước được điều gì, đặc biệt là khi tuyển Anh lại sở hữu hàng loạt những hào thủ trải dài khắp cả 3 tuyến và trong khung gỗ. Trên hàng công, niềm hy vọng của Tam Sư hẳn nhiên vẫn đặt nhiều vào Harry Kane khi chân sút của Tottenham đang có phong độ rất cao với 12 bàn thắng ghi được tại giải ngoại hạng. Phil Foden và Bukayo Saka cũng là những cầu thủ rất được kỳ vọng khi hai cầu thủ này hiện đang có lần lượt 7 và 4 bàn tại Premier League. Dù vậy, hàng thủ của tuyển Anh vẫn gây ra đôi chút lo ngại cho người xem khi Harry Maguire không đạt được phong độ cao, đồng thời sự thiếu vắng Rick James ở hành lang phải cũng là một tổn thất lớn. Theo kèo châu Á, đội tuyển Anh đã không thắng được bất kỳ kèo nào trong 5 trận đấu gần nhất, và trong 5 trận đấu này chỉ có một trận nổ tài, còn lại là nổ xỉu. Trái ngược với tuyển Anh, Iran đã có một màn chạy đà chuẩn bị cho World Cup tương đối mỹ mãn. Cụ thể trong 5 trận đấu gần nhất, đều là giao hữu, các cầu thủ đến từ Tây Á đã giành được tới 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua có 1 mà thôi. Gần đây nhất, Iran đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nicaragua. Dù không phải là một đội bóng đầy sao, nhưng Iran vẫn có cho mình những cái tên có thể tạo nên bất ngờ. Ví dụ tiêu biểu là trường hợp của Mehdi Taremi, chân sút 30 tuổi hiện vẫn đang đóng vai trò rất quan trọng trong hàng công của FC Porto. Ở Primera Liga năm nay, Taremi đã thi đấu 13 trận và đóng góp tới 6 bàn thắng cùng 5 kiến tạo. Bên cạnh đó, Sadar Ahmad của Bayer Leverkusen cũng là một cái tên mà chúng ta không nên bỏ qua. Xét tổng thể thì Iran là một đội bóng chơi kỷ luật và chặt chẽ. Khi trong 5 trận đấu đã đề cập, họ đã ghi 6 bàn và chỉ lọt lưới vỏn vẹn 3 lần. Cũng trong 5 trận đấu này, Iran đã thắng được 3 kèo, trong đó nổ 1 tài và 4 xỉu. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2,5. Với dàn cầu thủ toàn sao của tuyển Anh và quyết tâm ngút trời trong ngày khai mạc đến từ cả hai bên, thì việc hai đội có thể cống hiến cho một trận đấu tổng 3 bàn trở lên là điều rất dễ xảy ra. Do đó, đi kèo tài sẽ là một quyết định hợp lý. Trong khi đó, mức chấp nhà cái đưa ra là Anh chấp 1,25. Mức chấp tương đối sâu nhưng hợp lý do chất lượng đội hình chênh lệch giữa Anh và Iran. Với sự vượt trội về nhân sự, các học trò của Southgate hoàn toàn có thể đả bại Iran với kết quả 2 bàn cách biệt. Do đó, Anh sẽ là lựa chọn hợp lý cho kèo handicap. Dự đoán Anh sẽ có chiến thắng 3-1 trước Iran. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc anh em sẽ có lựa chọn sáng suốt khi đặt cược vào trận đấu này. Đừng quên like và subscribe 8bóng TV để cập nhật sớm nhất những kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé.